Không thể cười nổi nữa, mẹ của đứa trẻ là một con mèo màu cam béo ú, bố là một con mèo đen với một con mắt xanh dương. Đây là đứa con trai của bọn họ. Lông trên cánh chân của nó được thừa hưởng từ mèo cam béo ú, nó giống như một con mèo có hình xăm. Con trai lớn thậm chí còn tệ hơn, nửa mặt bên phải thừa hưởng từ người bố, còn nửa khuôn mặt bên trái được thừa hưởng từ người mẹ. Kỳ lạ nhất chính là đôi mắt yên ương của nó. Con mèo trắng của thiếu nữ Hoài Xuân này yêu ngay một con mèo đen độc đáo này. Sau một tháng yêu nhau hạ sinh hai bé gái. Ôi mẹ của tôi ơi, đừng nói với tôi. Trái tim đen trên mông của nó thực sự kỳ lạ nhá. Bên này con gái nhỏ được thừa hưởng mái tóc đen của bố. Nhìn cũng rất dễ thương. Vết bớt đen bên miệng cũng cực kỳ giống mèo con đen. Một con mèo bông rất đáng yêu. Gặp ngay con mèo đào than này. Nhanh chóng hạ sinh ra hai đứa con. Ôi mẹ của tôi ơi, sao lại sinh ra một con mèo bá gần này? Cuộc sống của nó đã kết thúc. Con gái út cũng được thừa hưởng vết bớt đen trên mũi. Xem ra sau này phải gọi ngươi là ông chủ than đá rồi Đảm Trông xấu quá hổ. Lại là một con cam béo có động tác rất bị ổi Yêu ngay con mèo ba hoa vẻ mặt khinh thường người này Đã có chuyện tình một đêm Đây là đứa con gái của họ <laughs> Kiểu tóc trên đầu của nó thực sự rất đẹp Chú mèo men côn đẹp trai ngầu lòi Đã quyến rũ chú mèo xám mốc ngách mới lớn này Ba tháng sau sinh ra đứa con Châu làm tôi sợ Trông nó thật đáng sợ Thậm chí còn trông giống mèo ngoài hành tinh video sau tôi sẽ cho bạn xem búp bê và những đứa trẻ ở men xin chào và hẹn gặp lại